Quý vị thân mến, Truy Tìm Cầu Thủ đã quay trở lại. Tập thi đấu tuần này rất gây cấn đúng không ạ? Và hai người chơi may mắn còn lại, Mr. T cùng với Huỳnh Tú. Rồi, hai bạn thân mến ơi, vòng này chúng ta sẽ không loại trừ gì nữa cả. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một trong số những câu hỏi còn lại ở trên màn hình LED này. Sau đó, chúng ta sẽ đến với việc tổng kết điểm số qua 3 vòng thi. Việc loại trừ đúng hay sai, cái thẻ quyền năng của các bạn được sử dụng chính xác hay chưa nha. Rồi, xin mời các bạn lựa chọn. Anh chọn ơi. Bây giờ em chọn câu số 2 về kiến thức. Xin mời câu hỏi số 2 kiến thức như sau. Bộ môn yoga có nguồn gốc từ quốc gia nào? A. Thái Lan, B. Malaysia, C. Indonesia và D. Ấn Độ. 30 giây bắt đầu. Chúng ta còn lại 3 giây. 2-1. Hết giờ. Xin mời đáp án của Mr. T. Đáp án của em lựa chọn nhanh gọn đó là đáp án số 4, Ấn Độ. Đáp án của Huỳnh Tú. Em cũng Ấn Độ luôn. Ấn Độ. Đây là đáp án chính xác, Ấn Độ. Chúc mừng. Rồi. Với việc trả lời đúng thì các bạn được 10 điểm. Giây phút Minh Xù đi tìm luồng sáng dừng lại ở vị trí nào trong hai nhân vật còn lại ở đây? Người đó có điểm số cao hơn chắc chắn sẽ chiến thắng với 10 triệu đồng. Xin mời ánh sáng tắt. Ba, hai, một, dừng. Cả hai. Vì sao biết không ạ? Bởi vì các bạn đang bằng điểm với nhau. Chúc mừng. Chúng ta sẽ có một câu hỏi phụ để giúp cho phân định thắng thua. Cho em xin có lời nói. Dạ. Nếu như một trong hai chúng ta nếu như mà đoạt giải nhất thì sẽ chia đôi tiền thưởng, nhưng đúng vẫn rồi. Muốn thi cái vòng thi cuối cùng. Hợp lý. Hợp lý. Bắt tay, bắt tay. Ok. Hay quá. Tinh thần chơi ngày hôm nay là rất là dễ thương, thân ái và nhân văn, thì cho nên là các bạn đã quyết định lựa chọn là sẽ chia đều tiền thưởng của giải nhất và giải nhì để xem ai là người chiến thắng chung cuộc của chương trình nhé. Câu hỏi như sau. Một mẹ thường có 6 con, yêu thương mẹ sẽ nước non vơi đầy, đó là cái gì? Mời Mr. T. Đó là bộ ấm tách trà. Chính xác, chúc mừng. Yeah. Có một mẹ này là một bình to và 6 người con là 6 cái tách nhỏ. Rồi, chúc mừng các bạn. Cảm ơn. Mời hai em về chỗ chứ hả? Đó, thấy chưa? Thế bây giờ nè, Mr. T, tự tin nói hào sảng lên em. Em là ai? Cái phân vai của tôi trong vòng thi lần này đó là kẻ hoán đổi. Huỳnh Tú, em là ai? Em là Phong Tỏa. Phong Tỏa. Nhưng mà cái quyền năng này em còn lại cuối chương trình mà, cho nên đâu bị loại đâu. Dạ. Mà xài đúng không? Tăng Phúc, em là ai? Dạ, chức năng của em là... Trên này nó ghi gì ta? Gì em? Chữ gì á? Chữ gì nè? Cao thủ. Cao thủ biết thuốc. Dạ. Em ơi. Thật ra cái ý đồ của em á là cố tình trả lời sai và lôi kéo Huy Cung về đội của mình và không loại mình. Thật ra cuối cùng thì Huy Cung vẫn loại em. Dạ. Huy Cung chắc chắn rồi, em là... Em là chuyên gia dịch chuyển. Em dịch chuyển điểm của? Dịch chuyển điểm của anh Tăng Phúc. Bởi vì là anh ấy bảo anh là một người chơi lâu năm, kinh nghiệm. Nhưng mà ông trả lời sai hết trơn luôn á. Chúc mừng người chơi chiến thắng ngày hôm nay, hai bạn luôn, Mr. T và Huỳnh Tú. Yeah. Nếu như mà được sửa cái số này thành số 5 nữa là cộng lại 15 điểm á, là 15 triệu ha. Thì hai bạn cầm chung rồi, cho nó vui, cầm chung 10 triệu đi cho tình cảm gia đình. Yeah. Chúc mừng. Và người chơi chiến thắng ngày hôm nay không phải là cao thủ, chỉ là người hoán đổi thôi, nhưng mà đã xuất sắc. Đó. Còn bên kia mình vẫn có tiền thưởng mang về, mỗi bạn 2 triệu đồng. Chúc mừng. Yeah. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì 4 nghệ sĩ của chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ thử thách của chương trình Truy Tìm Cao Thủ, và chắc chắn rồi sẽ có nhiều những cái suy luận, lập luận cũng như là những cái cách chơi mà tất cả quý vị khán giả ngồi ở nhà cũng chơi cùng với Minh Sù đúng không ạ? Và đừng quên mở TV vào tuần sau nhé. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Truy Tìm Cao Thủ do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sáng Vàng thực hiện. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.